Theo một nghiên cứu mới được xuất bản bởi Climate Central, một tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey và được công bố trên tạp chí Nature Communications, số người ước tính bị ảnh hưởng do mực nước biển dâng cao vào năm 2050 có thể gấp 3 lần so với dự báo trước đây, đe dọa xóa sổ nhiều khu vực và thành phố lớn ven biển trên khắp thế giới, trong đó có cả đồng bằng sông Cửu Long. Các tác giả của nghiên cứu đã phát triển cách tính toán độ nâng lên của mặt đất dựa trên dữ liệu vệ tinh, một cách ước tính tiêu chuẩn về tác động của mực nước biển dâng. Kết quả cho thấy nước biển sẽ dâng cao hơn ở những khu vực lớn và cho rằng các dự báo trước đó đã quá lạc quan. Theo nghiên cứu mới, vào giữa thế kỷ này, khoảng 150 triệu người sẽ sống trong vùng bị ngập dưới nước biển khi triều cường. Đặc biệt, miền Nam Việt Nam có thể gần như biến mất. Bản đồ đầu tiên cho thấy các dự đoán trước đó về vùng đất bị ngập ở miền Nam vào năm 2050. Tuy nhiên, bản đồ thứ hai dựa trên nghiên cứu mới chỉ ra rằng phần dưới của vùng đất nước sẽ bị chìm dưới nước biển khi triều cường. Hơn 20 triệu người Việt Nam, gần 1/4 dân số sẽ sống trong vùng bị ngập. Phần lớn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của đất nước theo đó sẽ biến mất. Dự báo không tính đến sự gia tăng dân số trong tương lai hoặc đất bị mất do xói mòn bờ biển. Nghiên cứu này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là mối quan hệ nhân quả. Chúng ta hủy hoại thiên nhiên thì thiên nhiên cũng sẽ đáp lại chúng ta thôi. Đây là bài học cho mỗi con người mà. Nhìn vào bản đồ nước ta giáp biển từ Bắc đến Nam, mỗi năm chiều cường mỗi cao, sạt lở ở miền Tây nhiều, rừng mất được phủ xanh hoặc phủ xanh ít, nặng nề hơn nữa là tình hình băng tan ở cực Bắc Nam của trái đất. Dự báo này chỉ làm rõ ràng thêm thôi, tôi đã nghi ngờ điều này từ mấy năm về trước. Hiện tượng biến đổi khí hậu ngày một tăng, phá núi chặt rừng, tuyết nở băng tan lũ lụt nhiều, mong tất cả thế giới sẽ chung tay bảo vệ sự sống của nhân loại và hành tinh này. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm tài chính trong tương lai, rồi việc phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở chắc phải xây dựng chiến lược an toàn phát triển dần về phía Tây. Bây giờ lên vùng Bình Dương, Bình Phước mua đất trên mấy quả đồi, đầu tư dài hạn 30 năm sau mở thêm homestay mặt tiền biển. Họ khảo sát đơn giản và họ đưa ra theo con số mà họ đưa rồi tính, thế thì độ chính xác chỉ 1% mà thôi. Theo bản đồ thì Vũng Tàu cũng chỉ còn có 2 hòn đảo thôi, diện tích có khi còn bé hơn Bình 3 bây giờ, hơi nghi ngờ về nghiên cứu này. Nghiên cứu này cũng cho biết, các phát hiện nêu trên không đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho những nơi này. Hiện tại đã đang có khoảng 110 triệu người sinh sống ở những nơi nằm dưới mực nước khi thủy triều dâng cao và tại đó đã có các biện pháp bảo vệ như xây tường chắn hay các hàng rào bảo vệ khác. Vấn đề mà nghiên cứu muốn đề cập đó là các thành phố cần đầu tư thêm nhiều hơn nữa cho các biện pháp bảo vệ và họ cần làm điều đó nhanh hơn.